chúng ta nói về cái bí quyết để chúng ta xây dựng hệ thống phân phối cho hàng tiêu dùng. Các bạn bước chân vào cái hành trình khởi nghiệp, các bạn không biết cái cách làm sao chúng ta xây dựng cái hệ thống phân phối cho người tiêu dùng như thế nào, thì chủ đề hôm nay chúng ta nói về cái này, nói điểm qua các cái bước để chúng ta xây dựng cái hệ thống phân phối. Vậy thì trong thời gian qua mình liên tục mình gặp những bạn họ ra họ khởi nghiệp một thời gian, thì họ hỏi làm sao để em xây dựng cái hệ thống phân phối. Hoặc là cách đây hơn một tuần mình cũng gặp một bạn ở Bình Dương xuống tham khảo cái cách xây dựng hệ thống phân phối cho một cái hãng bia. Cái hãng bia này mới, bạn đang phải đi setup cái hệ thống phân phối. Trường hợp là chúng ta muốn như vậy thì chúng ta cần phải làm những cái bước gì, chúng ta cần phải làm cái gì. Hệ thống phân phối, cái tên chuyên ngành người ta hay gọi chung đó là GT. GT là nó viết tắt của từ General Trade, thì người ta hay nói như vậy. Tuy nhiên cái doanh nghiệp nào mà muốn xây dựng hệ thống phân phối thì một trong những cái tiêu chí đó là cái vốn của bạn phải có phải trên 5 tỷ thì các bạn mới làm nổi, chứ còn dưới là các bạn làm không nổi đâu. Thì hệ thống phân phối là nó phải phân rộng, mà dĩ nhiên doanh nghiệp lớn thì không bàn rồi, doanh nghiệp lớn thì họ bắt buộc họ phải phát triển cái kênh này. Ở đây là chúng ta nói về doanh nghiệp khởi nghiệp vốn phải trên 5 tỷ, dưới 1-2 tỷ yếu quá chúng ta không thể xây dựng hệ thống kênh phân phối được. Vậy thì xem như là bạn bắt đầu đi, thì trường hợp bước đầu tiên á là bạn phải có cho mình một cái sản phẩm chủ lực, đúng không ạ? Một cái sản phẩm chủ, và chính cái sản phẩm chủ lực này bạn mới muốn bắt đầu mở rộng cái kênh phân phối kiểu truyền thống, đúng không? Qua truyền thống là gì? Qua kênh chợ nè, qua kênh siêu thị nè, qua kênh cái cửa hàng nè, qua kênh tạp hóa nè. Ồ, cái kênh này ở Việt Nam hiện tại nó lớn kinh khủng, nó còn đang rất là mạnh. Thì bước đầu tiên là chúng ta phải làm gì? Tuy nhiên là chúng ta phải có một cái sản phẩm nằm riêng cho chúng ta. Cái sản phẩm này là phải của chúng ta, do chúng ta sản xuất ra. Thì bước đầu tiên khi các bạn ra được cái sản phẩm đó thì các bạn phải làm gì? Các bạn phải đi test thị trường đã, thông qua các kênh. Bạn test thị trường qua kênh nào cũng được, qua kênh online, qua kênh offline, rồi tất cả các kênh hết. Test thị trường để làm gì? Để đánh giá ra được khách hàng phản hồi như thế nào về cái sản phẩm này. Từ bao bì, từ mẫu mã, từ chất lượng, thậm chí từ cái khối lượng nữa. Ví dụ là chúng ta đóng gói nửa ký là phù hợp, hay là một ký là phù hợp, hay là một cái là phù hợp, hay là ba cái là phù hợp, hình dung chưa? Và để cuối cùng chúng ta phải nhận ra được cái sự phản hồi, nhận ra được cái số liệu, nhận ra được những cái thông số rất là cụ thể, để chúng ta có được cái dữ liệu để chúng ta lên cái chiến lược. Sau khi mà test mất hết 6 tháng nha, hoặc hơn nữa, để chúng ta đưa vào cái phân chuẩn, để chúng ta ra được cái công thức chuẩn của người tiêu dùng, để chúng ta đóng gói bao bì được chuẩn. Sau đó thì chúng ta như thế nào? Mọi thứ ok rồi thì bắt đầu chúng ta mới đi xin giấy phép, công bố sản phẩm, giấy phép để sản phẩm chúng ta hợp quy, để chúng ta lưu thông trên thị trường. Nếu mà không hợp quy á, chúng ta lưu thông trên thị trường, quản lý thị trường nó bắt là chết. Rồi cái thứ tư là chúng ta phải gì? Chúng ta phải thiết kế website. Ok, làm các cái hệ thống online cho nó kỹ. Chúng ta phải có website về thương hiệu, website về chính cái sản phẩm chúng bị công bố đó, mọi thông tin rõ ràng. Chúng ta cần có cho mình một cái kênh Facebook, fanpage về cái sản phẩm, về cái thương hiệu đó. Chúng ta cũng cần có cho mình một cái kênh Zalo, chuẩn bị số hotline, chuẩn bị, nếu mà bạn nào ok nữa thì chuẩn bị hệ thống chatbot, hệ thống email marketing, hệ thống phần mềm quản lý CRM. Ok, nếu chuẩn bị cho mình cái kênh YouTube, kênh TikTok nó thì tuyệt vời. Chuẩn bị cho mình Google Maps, Google My Business doanh nghiệp. Ok mà, tôi gọi là cái nền tảng chúng ta phải chuẩn bị hết. Thực sự mà chuẩn bị mà cái hệ thống online mà giống như hồi nãy giờ mình nói đó là phải mất hết cả 6 tháng. Nên là mình đang nói như vậy thì nói, nhưng mà khi làm thì chúng ta có sự triển khai đồng bộ. Nghĩa là các bạn đã quyết định xây dựng kênh phân phối thì nó không đơn giản là doanh nghiệp nhỏ nhỏ nữa, mà các bạn đã ra hệ thống phòng ban rồi, nó là mỗi phòng ban nó họ bắt tay họ làm. Khi chúng ta đã chuẩn bị hệ thống phân phối thì chúng ta cũng phải chuẩn bị một cái thứ nó rất là quan trọng, đó là chúng ta chuẩn bị nguyên phụ liệu để sản xuất ít nhất là cho 3 tháng, thậm chí là cả bao bì nhãn mác,
Rồi chưa nói là gì, các cái nguyên liệu đầu vào để chúng ta sản xuất, tại vì khi mà chúng ta ra hệ thống phân phối á, khi mà hàng nó ăn là chúng ta đứt đơn hàng, là chúng ta cũng là phải chuẩn bị nguyên phụ liệu ít nhất là 3 tháng có sẵn để chúng ổn định chúng ta làm. Và chúng ta phải nhập nguyên liệu khoảng 3 tháng thì nó cũng hay. Nó hay là chúng ta deal được với nhà cung cấp với cái giá tốt hơn. Nhà cung cấp nguyên liệu, tại vì chúng ta mua cái lượng tới 3 tháng mà. Sau đó các bạn làm marketing các kênh. Marketing online là bắt buộc phải triển khai rồi. Kể cả kênh livestream như vậy các bạn cũng phải triển khai đều. Phải có plan triển khai. Rồi làm marketing truyền miệng, làm qua video, làm qua email marketing, thậm chí chúng ta đăng báo đồ này nữa. Ok, để chúng ta nói được về thế mạnh sản phẩm, để mọi người trên khắp mọi miền đất nước họ nhận diện ra sản phẩm của chúng ta. Còn nếu mà doanh nghiệp nào vốn mạnh nữa thì các bạn phải làm marketing thương hiệu. Marketing thương hiệu thì hơi tốn kém tiền và ngân sách, thường thường nó không phù hợp với doanh nghiệp khởi nghiệp. Marketing thương hiệu là các bạn phải làm truyền thông mạnh á, nghĩa là các bạn phải gì, các bạn thấy đi ra ngoài đường á, các bạn đi ra cầu Sài Gòn rồi các bạn thấy các cái banner rất là bự người ta để, thì cái đó người ta gọi là marketing thương hiệu. Người ta để cái bảng banner rất là bự, người ta để cái chữ doanh nghiệp á, hoặc là người ta để hình sản phẩm đó. Các bạn đi đường Điện Biên Phủ các bạn thấy có cái banner rồi đó nó để đó. Hoặc là các bạn lên truyền hình, truyền VT1, VTV, VT3, các bạn lên đều các cái báo mà tập hợp của đối tượng khách hàng của mình. Cái đó gọi là marketing làm thương hiệu. Các bạn thấy là doanh nghiệp lớn người ta marketing làm thương hiệu nó lớn không ạ? Rất là lớn. Ví dụ như các bạn thấy bia Tiger, bia Heineken, nước ngọt Coca, nước ngọt Pepsi, .. các bạn thấy là người ta làm marketing thương hiệu cực kỳ mạnh. Dĩ nhiên doanh nghiệp nhỏ chúng ta không có cái vấn đề này, chúng ta không đủ. Nhưng mà chúng ta chỉ làm marketing trực tiếp, marketing những cái kênh nào mà trong cái khoản ngân sách của chúng ta thôi. Bắt buộc phải làm marketing, tại vì để khách hàng họ nhận ra được. Còn nếu mà là khách á, thì chúng ta rất là khó để chúng ta xây dựng kênh phân phối, để họ biết, họ ủng hộ chúng ta. Rồi, các bạn phải làm gì nữa? Tiếp theo là bạn phải chuẩn bị đồng phục đồng bộ cho nhân viên, chuẩn bị mũ nón đồng phục. Các bạn phải chuẩn bị gì? Standy, catalog, ok mà, chuẩn bị rất là nhiều thứ. Tiếp theo nữa là các bạn phải chuẩn bị cái cơ chế lương thưởng. Cơ chế lương nè, hệ thống thưởng nè, cơ chế báo cáo nè, quy trình quản lý nè, nó phải rất là chặt chẽ, rõ ràng. Chúng ta không giải quyết được cái vấn đề này là khi mà triển khai hệ thống phân phối là chúng ta sẽ bị. Sau đó chúng ta phải tuyển gì? Tuyển giám đốc sale khu vực. Các bạn đọc báo các bạn thấy là người ta tuyển là giám đốc vùng, rồi giám đốc khu vực. Giám đốc vùng thì người ta hay gọi cái từ là RSM, Region Sales Manager, là giám đốc gì? Giám đốc vùng. Còn giám đốc khu vực là giám đốc từng cái khu vực, từng cái địa bàn một, là người ta hay gọi là ASM, là Area Sales Manager. Ok mà. Đó, tuyển gì? Sales Leader, những cái bạn team trong sale. Rồi tuyển gì? Tuyển nhân viên bán hàng tại cái vị trí trực tiếp. Rồi tuyển BG để nó triển khai ở các cửa hàng, những cái nơi hoạt động á. Và cái hệ thống này nó phải được rõ ràng và minh bạch trên toàn hệ thống thì người ta mới triển khai được. Nếu mà không rành là các bạn sẽ chết. Ví dụ như là giám đốc vùng và giám đốc khu vực có chỉ tiêu mà để họ đánh giá họ, đó là người ta gọi là chỉ tiêu sell-in. Còn nhân viên bán hàng BG là chỉ tiêu đánh giá là người ta gọi là sell-out. Sell-in là gì và sell-out là gì? Sell ấy, cái chữ sell-in, sell-in là tổng doanh số mà các bạn bán được cho gì? Cho nhà phân phối. Ví dụ bạn là nhà sản xuất, bạn bán được tổng cái số lượng bao nhiêu cho nhà phân phối, người ta gọi là sell-in. Còn sell-out là gì? Là số lượng của cái gì? Các cái nhà phân phối họ bán cho người tiêu dùng, họ bán cho các đại lý thì người ta gọi là sell-out, hàng ra khỏi công ty của họ là sell-out. Các bạn phải chuẩn bị báo cáo ngày nè, để nhân viên nó biết cái quy trình mà nó báo cáo. Chuẩn bị báo cáo tuần nè, chuẩn bị báo cáo tháng nè, chuẩn bị báo cáo quý nè, cho từng cấp, để họ theo cái quy trình đó họ báo cáo thì bạn mới theo dõi được. Tiếp theo nữa là các bạn phải có gì? Quy chế chấm công, quy chế nghỉ phép,
quy chế thưởng, quy chế nghỉ bệnh, người này làm việc giùm người kia, giúp người kia, các bạn phải xây dựng toàn bộ cái quy chế. Bây giờ chúng ta phải xây dựng được cái quy trình gì? Quy trình báo cáo, ứng dụng bằng công nghệ. Doanh nghiệp nào mà có được cái phần mềm, ví dụ có những cái phần mềm chuyên về báo cáo làm việc, ví dụ như phần mềm My Esteem, có một số bạn thì dùng phần mềm Trello, phần mềm quản lý CRM, nhưng mà nếu mà thực tế hơn thì chúng ta dùng đơn giản hơn, không phải cầu kỳ, thì chúng ta có thể là dùng Zalo. Zalo có chức năng là chụp hình kèm theo định vị, hay lắm á, để chúng ta quản lý được, để chúng ta theo dõi được nhân viên chúng ta thường xuyên. Cái đó, cái này được gọi là cái quy trình đó. Phải tiếp theo đó là chúng ta chuẩn bị hợp đồng mẫu cho nhà phân phối. Trong hợp đồng mẫu thì bao gồm những cái cơ chế chính sách ràng buộc của hai bên. Rồi chúng ta phải chuẩn bị những gì? Những cái mẫu chứng từ, mẫu biểu phục vụ quản lý báo cáo công việc. Rồi chúng ta chuẩn bị bản báo giá, chuẩn bị đơn hàng, phiếu xuất kho. Chúng ta chuẩn bị toàn bộ những cái đó hết. Và các bạn mà khởi nghiệp, mà doanh nghiệp bạn lớn lên một chút thiếu thôi là bạn cũng phải chuẩn bị những cái y chang những cái vừa rồi mà nói, không sai được, cái đó là cái quy trình bắt buộc. Rồi sau khi hiểu hết cái đó, bắt đầu chúng ta bắt tay vào chúng ta tuyển người. Tuyển người, chúng ta tuyển người phù hợp. Chúng ta phải tuyển ai? Tuyển giám đốc vùng, giám đốc khu vực trước. Những người giám đốc vùng, những người giám đốc khu vực á, họ phải có một cái tiêu chí xây dựng hệ thống phân phối á. Giám đốc vùng, giám đốc khu vực ở ngoài có kinh nghiệm rồi, họ có mối quan hệ rất là tốt, họ có mối quan hệ rất là tốt với các nhà phân phối trong cái khu vực đó. Nếu mà họ không có cái kinh nghiệm, tức là họ không có cái mối quan hệ ở cái khu vực đó, là cái việc mà đưa hàng vào rất là khó khăn. Đó là lý do vì sao mà giám đốc vùng và giám đốc khu vực có người ta ít di chuyển họ sang cái khu vực khác lắm. Ví dụ các bạn làm giám đốc vùng cho Bia Sài Gòn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, và sau đó bạn nghỉ, bạn chuyển sang cái công ty Tiger và bạn làm giống, bạn tuyển vào vị trí giám đốc vùng tiếp, và người ta sẽ hỏi bạn là lúc trước bạn có kinh nghiệm rồi, bạn làm đâu? Bạn nói là bạn làm ở đồng bằng sông Cửu Long, rồi qua công ty này nó cũng đẩy bạn về đồng bằng sông Cửu Long tiếp. Về phần lớn nó là như vậy, tại vì bạn có mối quan hệ với những cái nhà phân phối khu vực đó, nên là cái chuyện mà bạn đi vào nó rất là dễ. Rồi những cái người giám đốc vùng, giám đốc khu vực này là bạn phải có một cái khả năng truyền lửa cho nhân viên, truyền lửa cho đội ngũ, có khả năng là truyền cái niềm tin cho đội ngũ nó làm việc. Nếu mà chúng ta không tuyển người, họ không làm được những cái việc đó thì chúng ta sẽ gì? Sẽ gặp trouble. Tại vì làm nhân viên hiện trường nó rất là khó khăn, rất là nhiều cái áp lực, rất là nhiều trở ngại. Khi mà bắt đầu hệ thống bắt đầu vào vận hành rồi á, bắt đầu các bạn sau khi tuyển được rồi, các bạn cho nó chạy á, thì các bạn phải theo dõi sát sao doanh số từng khu vực một. Xây dựng hệ thống phân phối mà, doanh số từng khu vực, cho họ biết các cái chỉ số từng khu vực nó như thế nào hàng ngày. Lên các cái nền tảng Zalo, nền tảng phần mềm đó, để bút cho người ta thấy các cái chỉ số đạt được, các cái thông số đạt được của từng khu vực nó theo ngày và theo tuần. Thì cơ sở nhân viên họ chạy khắp địa bàn mà họ nhìn trên đó thì họ mới như thế nào điều chỉnh được, ok mà. Rồi chúng ta cũng phải theo dõi tâm tư nguyện vọng của người nhân viên sale trực tiếp á. Họ bị rất là nhiều vấn đề, nhiều lúc là họ làm địa bàn này không được, họ xin qua địa bàn khác thì có lẽ họ làm được hơn. Phải theo dõi rồi bổ sung quy chế, rồi bổ sung cái chính sách nó phù hợp với nhân viên ở dưới hiện trường á, chứ không phải là chúng ta cứ xây từ đầu rồi chúng ta chạy. Để nhân viên nó các bạn kịp thời để hỗ trợ, chứ còn không là nhân viên nó bị một cái trở ngại, một cái gút mắt gì đó, nó không làm là cái thị trường, cái khu vực đó nó đứng ngay. Rồi theo dõi phản hồi của nhà cung cấp, phản hồi của nhà cung cấp từ nhân viên, tức là của nhà phân phối chứ, theo dõi phản hồi của nhà phân phối, phản hồi về nhân viên của chúng ta làm việc với họ như thế nào, để chúng ta kịp thời xử lý, để thứ nhất hỗ trợ nhà cung cấp, thứ hai tháo gỡ những khó khăn cho nhân viên, thứ ba cần thì chúng ta bổ sung nhân viên, hoặc là chúng ta điều chỉnh nhân viên để nó thứ gì, chúng ta can thiệp kịp thời thì chúng ta không bị mất người. Nhiều lúc họ bị xung đột với nhà phân phối thì có thể là chuyển họ sang một cái địa bàn khác, chứ còn không là chúng ta sẽ bị mất người, hoặc là nó bị một số những cái trouble do ngân sách hạn hẹp. Nếu mà ngân sách dư thì chúng ta làm marketing brand. Thực sự doanh nghiệp lớn nó xây dựng hệ thống phân phối rất là dễ, bởi vì nó làm marketing thương hiệu trước khi xây dựng hệ thống phân phối, là nó làm marketing thương hiệu trước.
nó đánh trên truyền thông, các truyền thông lớn, nó đánh các sự kiện lớn, cái bắt đầu người ta quen cái thương hiệu đó, cái xong cái đội ngũ nhân viên sau này nó đi mở dễ kinh khủng. Còn cái nhân viên, cái địa bàn của bạn nó như thế nào? À, nhân doanh nghiệp nhỏ thì chúng ta tương đối là cái ngân sách marketing dành cho thương hiệu chúng ta không có, nên là chúng ta cũng phải làm marketing theo từng cụm một. Có thể là chúng ta xuống chúng ta đánh cho đài truyền hình địa phương thôi, nếu mà muốn lan tỏa cái sản phẩm đó xuống Vĩnh Long thì chúng ta có thể là xuống đài truyền hình địa phương chúng ta đánh, hoặc là chúng ta làm thương hiệu ở một cái khu vực cụ thể nào đó để cho nó dễ. Cuối cùng thì chất lượng sản phẩm, chúng ta xây dựng hệ thống phân phối kiểu gì mà chất lượng sản phẩm của chúng ta mà không đạt thì nó cũng tiêu hết, nên là cái chất lượng sản phẩm là hàng đầu. Tuy nhiên nó có một vấn đề là khi mà ra ngoài thị trường thì không phải là một mình chúng ta bán cái sản phẩm đó mà đối thủ nữa. Chất lượng sản phẩm chúng ta bằng đối thủ mà giá chúng ta vẫn bằng đối thủ thì chúng ta sẽ khó chịu hơn, bởi vì người ta có thương hiệu hơn. Nên là nếu chất lượng của sản phẩm chúng ta bằng đối thủ, giá chúng ta thấp hơn đối thủ một chút, 5%, 10%, 15% thì phù hợp. Hoặc là nếu mà trường hợp có những sản phẩm chúng ta ra sau mà giá chúng ta mắc hơn đối thủ, ví dụ sản phẩm chúng ta mắc hơn đối thủ 15% thì bắt buộc chất lượng sản phẩm của chúng ta phải hơn đối thủ 30-50%. Thì như vậy thì nó phù hợp, chứ không có cái chuyện mà chất lượng sản phẩm của chúng ta bằng mà giá chúng ta bằng đối thủ được. Bởi vì đối thủ nó đi trước ta, có thể là nó làm thương hiệu mạnh hơn ta, cái độ uy tín của nó tốt hơn ta nữa. Hình dung ra điều này thì như vậy thì chúng ta mới có cái cơ sở để chúng ta xâm chiếm vào, ok không? Vậy thì đó, vậy là vừa rồi á, là mình hình dung cho các bạn một cái bức tranh, những cái bước để chúng ta xây dựng hệ thống phân phối. Và dĩ nhiên là nếu mà chúng ta không có cái ngân sách để chúng ta bao phủ á, thì chúng ta xây dựng hệ thống phân phối theo từng tỉnh một hoặc là theo từng khu vực một. Chứ không phải là một lúc là chúng ta triển khai rộng ra. Ví dụ là chúng ta đang khởi nghiệp ở Sài Gòn, và chúng ta có thể là tập trung xây dựng hệ thống phân phối tại Sài Gòn này trước, mất 6 tháng hay 1 năm để gì? Để chiến lược xây dựng phân phối ở Sài Gòn nó ngọt, nó rộng rồi, mọi thứ nó ok rồi. Sau đó bắt đầu chúng ta lên chiến lược, chúng ta xây dựng hệ thống phân phối tại Bình Dương, tức là chúng ta sử dụng theo cái phương pháp vết chầu loan, bởi vì chúng ta là doanh nghiệp nhỏ. Ok không ạ? Chúng ta làm từng bước nó như vậy, rồi sau đó chúng ta làm Đồng Nai, chúng ta làm Long An, rồi sau đó chúng ta ngồi chúng ta đánh giá lại toàn bộ khu vực Đông Nam Bộ. Thường thường chúng ta phải chọn xây dựng hệ thống phân phối là nó gần cái trụ sở chính, nó gần cái nguồn hàng của chúng ta. Tại vì nó đằng sau cái việc xây dựng hệ thống phân phối là cái hệ thống gì? Hệ thống logistics nữa. Cái gọi là cái hệ thống kho bãi, hệ thống phục vụ, hệ thống chở hàng nữa. Chứ không phải là chúng ta muốn xây sau là chúng ta xây doanh nghiệp nhỏ thì chúng ta làm theo khu vực. Và làm từng bước như vậy thì nó giúp cho chúng ta tối ưu được ngân sách. Chúng ta đúc kết được những kinh nghiệm. Nó đỡ những cái thất thoát, nó đỡ những cái gây hại. Chúng ta kịp thời để chúng ta điều chỉnh chính sách. Kịp thời để chúng ta thích nghi để trước khi chúng ta làm lớn. Chúng ta làm ra những khu vực khác và chúng ta làm ra toàn quốc. Vậy thì hôm nay, cái chủ đề hôm nay là mình nói về cái cách xây dựng hệ thống phân phối cho hàng tiêu dùng. Mình nói nhanh nó như vậy để cho các bạn nắm được. Các bạn có thể chốt lại cho mình những cái từ khóa để các bạn nhớ. Các cái người họ làm huấn luyện viên sale họ hay chia sẻ với các bạn là cái công thức gọi là bạn, bàn, rồi mới tới bán. Đúng không? Cái đó là cái công thức cơ bản nhất của trong sale. Tuy nhiên có những bạn mà họ mới vào nghề và họ nghe cái công thức này thì họ thích, tại cái công thức này nó đơn giản, nó dễ ta áp dụng, nhưng mà không được huấn luyện training kỹ hoặc là mới nghe thoáng qua thì thường thường là họ áp dụng nó không có được nhuyễn, gọi là người ta là sai cách á. Nó tạo ra cái sự phiền hà cho khách hàng. Ví dụ bây giờ là online, nên là chúng ta hay dùng telephone hay kết bạn Zalo. Mình thì bị cái đó mỗi ngày. Họ kết bạn Zalo rồi họ hỏi thăm một chút xíu, rồi bắt đầu là họ bỏ bom tin nhắn. Họ nhắn tin, họ tạo ra các cái emotional này kia họ kể, và chừng cuối cùng nó như thế nào, nó làm cho khách hàng bực mình, tức là họ cũng muốn làm bạn. Và có những người mà không biết cách, nên là họ làm một thời gian xong cái họ bán không được hàng, cái họ nản họ bỏ nghề.